ngọt ngào hình ảnh người cha vừa đi làm về liền ôm con trên tay đi mua ngay con gấu cho cục cưng. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình hết mực, không để cho con mình phải thiếu thốn, thiệt thòi bất kể điều gì. Chỉ mong con được hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của cha mẹ rồi. Trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh trong một cửa hàng bán gấu bông, người cha ôm chặt con trên tay đi vào, miệng liên tục hỏi con thích con gấu nào, ba mua cho con. Được biết, người cha đi ship cơm ngang qua thấy tiệm gấu nên nhớ đến đứa con của mình. Ngay khi vừa xong việc, đã dắt con đi mua ngay lập tức, còn hứa rằng lần sau có tiền sẽ mua cho con thêm gấu bông khác. Cộng đồng mạng xem xong đoạn video thấy sống mũi cay cay, rưng rưng nước mắt. Bữa tôi nói ba tôi là tôi thèm ăn dâu, ngày hôm sau ba mua dâu đem về luôn. Dễ thương quá à. Trên đời này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình cả. Mong rằng sau này khi con lớn lên, con sẽ luôn nhớ tới những giây phút này và yêu thương cha mẹ của mình hơn. Các bạn nghĩ sao sau khi xem xong video này? Comment ngay cho TV Trends được biết nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!